Đây là khuôn viên của trường Quốc học Huế. Ngôi trường này thì Bác Hồ đã từng học ở nơi đây. Tuy là ra Huế 3 lần nhưng mà đây là lần đầu tiên thì mình ghé vào đây. Ghé vào một mình để mục đích là để tham quan ngôi trường này. Đây là khu B của trường đại học. Bây giờ trường này đã thành trường chuyên. Ôi, trường rộng quá. Đây là mặt phía sau của trường Quốc học Huế. Như sân này là sân bóng chuyền.
mình đi có một mình hình như một mình phía sau này, cho nên cũng khó có chụp hình lại. Đây là thư viện của trường Quốc học Huế. Thư viện nhìn đẹp quá. Trường rộng quá. Phía bên này là sân bóng rổ nha. Đây có một lối đi xinh xinh, giờ thể thao của các bạn về ngoại khóa. Đấy. Có cả sân tennis này. Đây là cái khán đài để ngồi xuống. Có một vườn rau nhỏ nhỏ. Đây là các em học sinh ở trường Quốc học. Một cái lớp học. Vâng, video của mình sẽ kết thúc tại đây. Để mình tiếp tục chụp vài bức hình. Ở đây có mấy bé học sinh, mình sẽ nhờ chụp giúp mình.